Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, Đà Lạt hôm nay sương mù giăng khắp lối, cả thành phố chìm trong màu sương xám, vô cùng ảo diệu và lãng mạn. Thưa quý vị, với người Đà Lạt lớn lên và sinh sống ở vùng xứ lạnh, thì những buổi sáng sương mù, sương mờ như vậy cũng không lạ lắm. Nhưng cũng lâu lắm rồi mới có buổi sương mờ cả bầu trời như vậy thì thật là đẹp. Đây là dịp may và hiếm có cho du khách gần xa đến thăm Đà Lạt. Với các tay săn ảnh, rồi các bạn trẻ, rồi các thợ hình quay TikTok làm vlog và các YouTuber thì vô cùng thú vị đó quý vị. Thưa quý vị, như vậy là mình đang đi trên con đường 3 tháng 4 hay còn gọi là đường Nguyễn Tri Phương đó quý vị. Đi như vậy là mình đang hướng về trung tâm thành phố Đà Lạt. Đường 3 tháng 4, quý vị thấy hai bên đường 3 tháng 4 thung lũng dày đặc những sương mờ vẫn còn bám trên tàn cây đó quý vị. Và xa xa chúng ta thấy các hàng cây như là cây phượng tím ở bên đường này. Rồi từ xa xa chúng ta thấy là những cái cây tùng phi lao á, vút lên bầu trời còn đọng lại những hạt sương mai đó quý vị. Và trên tay của mình thì ướt rất là lạnh quý vị. Mình cũng không có mang găng tay đó, buổi sáng cũng vội cho nên là sợ hết sương á. Thì không còn review cho quý cô bác anh chị gần xa cũng như quý vị được xem rõ buổi sáng hôm nay là cả một bầu trời Đà Lạt xám xịt luôn. Thì cái dịp này cũng lâu lâu mới có một lần. Thì mình nhớ là có lẽ là từ tháng 7, tháng 8 đến giờ thì Đà Lạt mới có một cả một bầu trời, một không gian rộng lớn, cả một cái thành phố như vậy là bầu trời sương giăng khắp lối, mà tỏa khắp đi khắp nơi, mù hết cả bầu trời luôn các bạn. Cho ta một cảm giác như một làn sương rất 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 mỏng, tạo lên một cái không khí nó rất vô cùng dễ thương, thơ mộng, thật sự là thơ mộng vào một buổi sáng ở trên thành phố Đà Lạt của chúng ta. Như vậy là mình đang đi gần tới là cây xăng kim cúc cũ đó quý vị. Mình người Đà Lạt thường hay gọi là cây xăng kim cúc. Thì bây giờ là cái trạm đèn xanh đèn đỏ, như vậy là cũng gọi là trạm đèn xanh đèn đỏ kim cúc đó quý vị. Đó, như vậy vừa nói thì mình đã đến trạm cây xăng đèn xanh đèn đỏ kim cúc rồi quý vị. Thì mình dừng lại. Xin thưa với quý cô bác anh chị là mình sẽ tiếp tục bước đi thẳng về Hồ Xuân Hương để review cho quý cô bác anh chị gần xa xem là Hồ Xuân Hương sáng nay vào cái dịp mà cả bầu trời mờ sương phủ giăng khắp lối thành phố của mình như vậy thì cuộc sống bà con rồi du khách rồi những bạn trẻ sinh hoạt ra sao trong buổi sáng hôm nay. Xin thưa với quý vị, như vậy là mình nhìn nhiệt độ lúc này là 19 độ C các bạn nhé. Mình thông báo với quý cô bác anh chị là 19 độ C. Hôm nay là vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, năm Giáp Thìn. Đó. Quý vị thấy từ xa rồi tất cả các cái đồi thông mờ mờ ảo ảo sương giăng. Rồi các bạn nhìn từ xa, phía xa xa các bạn thấy đó là Hồ Xuân Hương thấp thoáng. Rất rất đẹp quý vị, thật sự Đà Lạt mà những cái buổi như vậy là vô cùng thơ mộng và lãng mạn. Du khách thật chiêm ngưỡng một màn sáng mà nó kiểu như là nó không phải là u ám. Thật sự nói u ám thì không có không đúng, nhưng mà nó cứ mờ mờ ảo ảo sao đâu á. Rồi những cái cây mai anh đào nó dơ sương lên trời, nó phủ một màu sương bạc trắng. Rồi các bạn nhìn phía bên tay phải không, thấy nước có một màn sương rất rất là mỏng, mỏng như một cái vải lụa the đó các bạn. Các bạn biết cái vải lụa the không? Nó rất là mỏng, nó phủ bạc một màu ở trên Hồ Xuân Hương, cảm giác như là người ta có thể là chạm tay vào đó là tan biến liền rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Tất cả bầu trời hầu như là sương bám đầy luôn. Như vậy là mình đang đi như vậy thì mình thấy là mình nháy mắt á, thì thấy sương bám trên lông mi của mình rất là lạnh quý vị, thật sự rất lạnh. Mình vội quá cho nên là không kịp đội mũ len luôn, không để
kịp đổ mũ đây. Và xin thưa với quý cô bác anh chị, đến lúc này đã là 8 giờ sáng rồi quý vị. 8 giờ sáng rồi. À, mọi khi là 8 giờ sáng á, là mặt trời lên rất là cao, à, Đà Lạt nắng rất là đẹp, à, không còn những giọt sương long lanh rớt trên cành lá, mà đây các bạn thấy sương nó bám trên tay và đập xuống mi mắt rất là đẹp đó quý vị. Ở đây mình quay cho quý vị nhìn thấy cuối bờ hồ, đó là cầu sắt đó quý vị, rất xa và rất xa. Các bạn thấy những đám sương nó vẫn còn rơi ở trên cái dãy cây tùng của ven hồ Xuân Hương này quý vị, thật là đẹp vô cùng luôn. Sáng nay thì lúc này chắc có lẽ là các bạn tập thể dục cũng đã về rồi, tại mình đi hơi hôm nay cũng hơi trễ đó quý vị. Nếu mà đi sớm hơn thì mình sợ sương phủ dày quá không có quay cho quý vị xem được, mà bây giờ thì sương cũng đã tan dần rồi quý vị. Và mé bên phải của chúng ta là cà phê Thanh Thủy, ngày xưa cũng hay gọi là nhà hàng Thanh Thủy. Rồi cà phê Thanh Thủy có một màu tím đặc trưng đó, và đi đến đây thì mình vẫn thấy còn lại một số bạn là vẫn đi tập thể dục đó quý vị. Bên này là dãy bãi bến của các cái con thiên nga rồi để đạp vịt đó quý vị, hay còn gọi là mấy con vịt đó, đó là bến để đi mua vé đạp vịt đó quý vị. Có hai bến đạp vịt bên này nữa quý vị, và một cái bến nữa là bến ở bên nhà hàng Thủy Tạ, đúng rồi đó. Thì quý vị thấy ở bên này là vẫn có nhiều người là còn đang đi thể dục đó quý vị đó. Các bạn thấy buổi sáng hôm nay bầu trời thật là một buổi sáng tinh sương các bạn, một buổi sáng tinh sương. Mình nhìn từ xa thì thấy có các bạn trẻ ngồi trên này, lai rai cũng có những bạn trẻ ngồi trên này, và có hình như là các bạn tập thể dục đã về rồi, hết rồi các bạn, và chỉ còn lại những người các anh hoặc là các chú lớn tuổi, và họ đi chậm đó, họ không có thể nào đi nhanh như các bạn trẻ được. Thì mấy bên phải chúng ta là vẫn là hồ Xuân Hương thơ mộng, một lớp sương bao bọc mỏng, hình như mỏng như là vải lụa the, trắng bạc phủ khắp cả hồ Xuân Hương luôn quý vị, thật là đẹp mơ màng ảo diệu vô cùng luôn. Còn bên trái chúng ta là sân gôn, mình nói theo tiếng Việt quý vị, nói sân gôn theo tiếng Việt cho bà con mình dễ hiểu, là sân gôn đó quý vị. Thì sân gôn thì bao phủ bọc bởi là một cái hàng rào cùng kính, và có những hàng thông rất là đẹp, dãy thông rất rất đẹp quý vị. Bên đó là thông cũng lâu năm rồi đó, đó rồi lai rai lác đác. Thì vẫn còn một vài cô chú lớn tuổi là vẫn còn đi tập ở đang theo hồ Xuân Hương đó quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, từ xa mình đã thấy ồ các bạn trẻ hay quá, là bắt đầu tập trung ra đây chắc sớm rồi đó, ngồi ven theo hồ Xuân Hương này. Rồi các bạn hình như là có đem ghế ra ngoài đây nào ngồi nữa. Rồi bên phải ở đây có bán cà phê Bolex, là dạng bán cà phê ở trên chiếc xe Honda đó quý vị, hoặc là chiếc xe đạp của các bạn trẻ. Và đây là hình như các bạn có cho ghế ngồi, thuê ghế ngồi hay là ghế ngồi miễn phí để cho các bạn trẻ từng cặp ngồi ở hồ Xuân Hương uống cà phê Molex buổi sáng, thật là đẹp kỳ diệu vô cùng. Bên một những cái góc thông già rất là ảo diệu vô cùng, lãng mạn thật sự luôn, uống cà phê nóng với trải nghiệm thả hồn của mình trên hồ Xuân Hương một buổi sáng tinh sương mờ ảo, sương vẫn còn bám ở trên tàn lá cây, những giọt sương long lanh còn đọng lại quý vị. Rồi màn sương phủ thật sự nó mỏng, mình nói thật sự nó mỏng và nó vô cùng luôn, nó mỏng rồi, nó hình như một làn sương nó vẫn còn bay là đà ở trên mặt hồ Xuân Hương thì phải đó. Và xa xa những cái cây mai anh đào, xin thưa quý vị, cây mai anh đào thì theo mình nghĩ tầm khoảng là nửa tháng nữa thôi, nửa tháng nữa, 20 ngày là nở trước Tết đó quý vị. Và đây là những cây thông đặc trưng cho thành phố Đà Lạt, những cây thông ngã nghiêng rất đẹp các bạn, trời ơi, ngã theo cái kiểu
mà các tay săn ảnh rất là mê. Và đây đến đây thì mình thấy có một bạn trẻ rất là dễ thương, xin chào, thấy mình cầm máy nên xin chào. Bạn này tên là bạn Thúy Vi, cũng bán cà phê Mules ở theo phong cách của người Đà Lạt, của các bạn trẻ hiện giờ. Thì đang có người đến mua đó quý vị. Một bạn trẻ cũng như hình như là khách du lịch mà thuê chiếc xe Honda rồi chạy ở vòng Hồ Xuân Hương này đó, đang chào mình, rồi cũng mua cà phê. Ở dọc theo đường này thì ở Đà Lạt rất là nhiều người bán cà phê Molex chở trên chiếc xe Honda như vậy, hoặc là có những bạn trẻ là bỏ trên chiếc xe đạp đó, rồi tìm một chỗ nào mà thanh vắng, hoặc là một chỗ nào mà có cái view cũng rất là đẹp, hoặc là một chỗ nào mà lãng mạn một chút, thì các bạn chịu khó lắm. Bán cà phê này thì vừa là giống như là bán thanh cảnh đó quý vị, một kiểu bán thanh cảnh, rồi tạo cho không gian Đà Lạt yên bình, rồi tạo cho các bạn trẻ đi đến đâu cũng có thể là dừng chân lại, uống một cà phê, một ngụm cà phê buổi sáng để nhìn thấy bầu trời Đà Lạt tinh sương. Mà nhất là trên Hồ Xuân Hương này thì mình thấy là có bốn bạn bán cà phê đó quý vị. Đó, bốn bạn bán cà phê như vậy cũng rất là hay, tuyệt vời luôn. Và đến đây thì mình thấy là phía bên này là mình thấy cũng có một bạn nữa bán cà phê, bán cà phê cốc ngồi. Còn bé bên trái chúng ta, đây đúng rồi, đó mình thấy từ xa đó là quán cà phê cốc bên Hồ Xuân. Thật sự là buổi sáng bà con chạy tập thể dục, rồi xe Honda, rồi đi chạy bộ, vân vân. Và mé bên trái của chúng ta là vườn hoa thành phố. Đó các bạn thấy không, bầu trời Đà Lạt buổi sáng này, cả một bầu trời luôn, cả khắp thành phố Đà Lạt cũng không có chỗ nào cũng có một bầu sương phủ che kín lối luôn, và bầu trời xám xịt luôn. Mé bên trái chúng ta là vườn hoa thành phố, hay còn gọi là vườn hoa Bích Câu đó quý vị. Nó đến giờ là 8:05 rồi quý vị, 8:05 rồi. Vẫn còn các bạn trẻ chạy xe đạp vòng một vòng Hồ Xuân Hương. Xin thưa biết quý cô bác anh chị, như vậy là mình đã đi đến cuối Hồ Xuân Hương. Ở đây người Đà Lạt còn gọi là cầu sắt đó quý vị. Trước mặt chúng ta là đường lên dốc Sương Nguyệt Ánh để về với đường Nguyễn Đình Chiểu và chợ Chi Lăng, về với Lữ Gia Chi Lăng. Còn rẽ trái nữa thì chúng ta sẽ vào đường Trạng Trình, đường Trạng Trình. Và mé bên phải chúng ta thì chúng ta tiếp tục đi trên con đường đây. Con đường này ngày trước là gọi là đường Bà Huyện Thanh Quan, nhưng hôm nay đã chuyển sang nhập vô đường gọi là đường Trần Quốc Toản đó quý vị. Và tiếp tục như vậy là mình đi trên con đường ven theo Hồ Xuân Hương. Xin thưa với quý cô bác anh chị là ven theo Hồ Xuân Hương là rơi vào khoảng là 5 km. Dạ, xin thưa quý cô bác anh chị là ven theo Hồ Xuân Hương là rơi vào khoảng là 5 km. Như vậy là bắt đầu sương cũng đã tan dần, nhưng bầu trời thì vẫn còn xám xịt, một màu xám huyền ảo, mơ hồ, mơ mơ ảo ảo, rất là mơ hồ quý vị, thật là đẹp. Bà con cũng thấy, nhất là khách du lịch thì lúc nào cũng sẵn sàng là cầm máy ảnh rồi đưa lên để chụp những cái phút giây mà rất là hiếm khi mà gặp lên Đà Lạt. Mà ai mà lên Đà Lạt gặp những cái lúc mà sương pha tỏa giăng khắp lối như vậy thì thật là một dịp may rất là hiếm có đó quý vị. Và trước mặt chúng ta là một cây thông rất là huyền thoại, cây thông đôi quý vị. Đà Lạt, xin thưa Đà Lạt, ven Hồ Xuân Hương này chỉ có 3 đến 4 cây thông đôi mà thôi quý vị. Đó, thật sự là mãn nhãn luôn. Và đây là những tháp chuông nhà thờ buổi sáng. Đây là nhà thờ con gà, hay còn gọi nhà thờ Chánh Tòa. Xin mời quý cô bác anh chị xem một buổi sáng mình quay review trên bầu trời Đà Lạt, rất rất đẹp, vô cùng ảo diệu. Và lúc này nhiệt độ cũng bắt đầu tăng dần lên, là hiện giờ là 19 độ C, rồi 19 độ 5, và tiếp tục lên là 20 độ. Gió lúc này là chỉ có cỡ khoảng là 5 km/h. Mình nhìn đồng hồ, xin thưa với quý cô bác anh chị là
Mình nhìn đồng hồ lúc này sức gió là chỉ có 5 km/h thôi quý vị. Và nhiệt độ bắt đầu nhích lên là 19 độ 5. Sau khi thời gian lên thì nhiệt độ cũng sẽ lên dần theo. Xin mời quý cô bác anh chị. Và đây là cây phượng tím. Xin thưa quý cô bác anh chị là bắt đầu phượng tím rất nở rất đẹp rồi quý vị ơi. Nhưng mà do là trời xám và ngược nó bị u ám, bị trời xám quá cho nên là không có thấy màu tím đỏ đó, rõ ràng nè quý vị. Nếu mà nắng lên á là màu tím hiện lên rất là tím, tím ngắt luôn giữa bầu trời là xin thưa với quý vị, như vậy là mình đang ở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai đó. Đây. Đó là cây bông phượng tím ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Còn đây là ở quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Từ xa xa các bạn thấy cây anten của đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng mờ mờ ảo ảo từ xa, phủ sương phủ gọi. Nếu mà đi xa quá thì không có thấy cây anten đâu quý vị. Đó, thật sự là cái anten nó cũng rất là mờ xa luôn. Ở đây á là đó, mình zoom lại cho quý vị thấy đó, cái anten cũng mờ xa và đây là xa, rất là xa. Một quảng trường rộng lớn bao la. Sáng nay thì các bạn trẻ cũng đã đến hầu như là quảng trường Lâm Viên của Đà Lạt, của Lâm Đồng, thì sáng nào cũng có bà con đi tập thể dục, rồi các cô các chú đi tập dưỡng sinh đó, thường hay ra ngoài quảng trường Lâm Viên. Đây là một không gian dành riêng cho cộng đồng, rồi tất cả các lễ hội, bà con, thanh thiếu niên, các cháu nhi đồng, rồi nói chung là nơi sinh hoạt cộng đồng rất là tuyệt vời. Đó quý vị, mình thấy, quý vị thấy không? Quay cái cây anten của VMAB Bưu điện thì cũng sương phủ rất là một màu, một màu luôn. Hồi nãy là thật sự mình quay không thấy luôn quý vị. Nhưng mà lúc đó thì sợ quý vị không thấy, mờ mờ ảo ảo. Đó, bây giờ thì rõ dần luôn. Một cây là anten của VMAB, nếu mà trời sương nó bao phủ thì rất là đẹp quý vị, thật là vô cùng ảo diệu luôn. Và đến đây thì mình cũng đã về tới đường Nguyễn Thị Minh Khai vào chợ Đà Lạt. Đây, chợ Đà Lạt hiện giờ có 3 cây phượng tím đang nở đó quý vị, đang nở rất là đẹp. Và đây là mình đang chạy đến đường Trần Phú. Không phải, xin lỗi, đây là cây anten của đài truyền hình phát thanh Lâm Đồng. Quý vị thấy cái anten mà sương phủ mờ luôn. Rồi các bạn trẻ, bạn này là bạn tên là Thúy Vi, bạn dễ thương lắm, bạn bán, bạn nói già, bạn bán ở đây cũng mấy hôm rồi. Nói chung là nếu mà bạn nào mà chịu khó giữ một điểm một chỗ thì khách người ta sẽ, bạn, các bạn trai, các bạn trẻ nam nữ thì sẽ biết đến cái chỗ này. Và xa xa các bạn thấy cái tháp chuông của bên cao đẳng sư phạm không, đó rất là đẹp quý vị, rất đẹp. Còn ven đây hồ Xuân Hương thì buổi sáng cũng có rất là nhiều bạn trẻ ra đây check in nè, rồi chụp hình sống ảo đó, rồi có những cặp buổi sáng bà con mình thường là chạy xung quanh hồ Xuân Hương, mà đến bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Giờ thì mà lúc này mình nhìn đồng hồ đã là 8:30 rồi, 8:30 rồi quý vị. Đó, quý vị thấy không, cây thông đôi Đà Lạt chỉ có 3 cây thông đôi quý vị, hình như ở chỗ này một cây thông đôi nha. Rồi đi lên góc ở trên đối diện với quảng trường Lâm Viên, đúng rồi, đối diện với quảng trường Lâm Viên là một cây thông nữa, là 2 cây, và mé bên kia một cây nữa là 3 cây. Đà Lạt hình như có 3 cây thông đôi dính liền với nhau như là những cặp tinh nhân, như trầu với câu này quý vị, rất là đẹp, hay lắm. Rồi tiếp tục mời quý cô bác anh chị và các bạn đi theo mình dòng tham quan hồ Xuân Hương. Một hồ Xuân Hương phủ một lớp sương mờ phủ bạc khắp mặt hồ, sương nó mờ mờ, nó bay bay trên mặt hồ rất đẹp. Xin mời quý vị và các bạn, video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like,
và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn.